Em nói cho anh biết cái việc làm của em đi. Hồi trước giờ em qua đó, anh giới thiệu em vô trong cái chỗ làm của nhà hàng Hàn Quốc á. Em cho anh biết từ được bao lâu rồi bảo? Được tháng, tháng rưỡi chưa? Dạ, được 1 tháng rồi. Thì em cho anh biết cái quá trình làm việc của em đó, để cho mấy bạn khác biết. Tại vì trong đội mình hỗ trợ như thế nào luôn, cho mấy bạn đó hiểu luôn. Qua đây thì sao? Anh hỗ trợ em từ, nói giai đoạn từ Việt Nam qua đi cho nó dễ ha. Thứ nhất là em đăng ký tư vấn rồi đúng không? Rồi ok, thì trong tư vấn anh có chỉ em, có hướng dẫn em rồi, rồi xong rồi em qua đây rồi đúng không? Rồi xong rồi nhà thì em cũng có sẵn luôn rồi đúng không? Qua đây ở Dạ, thôi. nhà, Ừ, anh sắp xếp dạ. tại chỗ làm chỗ nào thì ở chỗ đó chứ đúng không? Cho nó tiện đúng không? Dạ. Em ở chung với bạn bạn Thông đúng không? Và em Thông đi làm chung với Thông luôn để cho nó tiện. Rồi thì vô làm như vậy là em có việc làm trước khi em qua đây hay là em có việc qua đây rồi em mới bắt đầu vô xin? Dạ, em qua đây là coi như là qua được ngày đầu là ngày thứ hai em đi làm chung với Thông luôn. Ok, anh với Thông sắp xếp trước cho em rồi đúng không? Em đi Dạ. qua đây rồi, nói Thông rồi, nói với ông chủ đi rồi Thông nói rồi cái em qua đây em thử việc, thử được thì người ta nhận thôi đúng không? Lỡ mà em thử không được thì sao? Thế ông, em cũng thử việc chỗ khác mà đúng không? Em cũng thử việc chỗ khác mà nó không có phù hợp đó, thì mình coi coi cái nào nó phù hợp thôi. Với lại em có kinh nghiệm bên Nhật mà đúng không? Ừ. Dạ, em có làm nhà hàng ở bên Nhật rồi thì em qua đây thì kiểu như em cũng vào được luôn cái guồng của nó. Công việc thì nó cũng na ná nhau nên là em Em bắt không nhịp được cái nhanh hơn. em không cảm giác là đang bơi đúng không? Em cảm giác nó như bình thường, đang đi dạo thôi đúng không? Bình thường. Dạ. Có mấy bạn Việt Nam mới qua là cảm giác giống như đang đuối nước á, đang bơi á, hụt hơi á, tại bạn chưa quen á. Ok, cái gì tại bên này nó làm việc nhanh hơn á, mấy cái đất nước công nghiệp như vậy nó làm việc nhanh hơn các bạn. Rồi bảo kể cho mọi người với anh nghe luôn cái vô trong làm em làm cái gì luôn, rồi với lại làm như vậy rồi công ty làm sao luôn á, cho mọi người biết bếp em đang làm là bếp gì luôn. Dạ, thì cái bếp của em là bếp Hàn Quốc thì nó sẽ làm, nó có nhiều nhiều chỗ là đứng cook shop, tức là nấu chảo, đứng đứng chỗ chảo lửa để xào. Rồi ở bên có khu fryer là khu chiên gà, khu chiên dầu, Rồi. một bên chỗ rửa chén rồi làm cơm kiểu. Thì em mới mới vào thì ông chủ cũng cho em đứng vào chỗ rửa chén này nọ thì em bắt đầu chỗ đó, đó là chỗ dễ nhất. Rồi tiếp theo nữa là sao? À, Lên lên. thì bắt đầu thì làm chỗ rửa chén mà quen rồi ông sẽ cho qua bên chỗ làm gà, đứng đứng chiên gà, Rồi. rồi sau đó sẽ cho qua bên chỗ chảo lửa để xào rán kiểu. Thì ông sẽ cho mỗi chỗ làm chút để cho quen hết, để hình dung được cái công việc của chỗ nhà hàng đó. Ok. Sau khi mà quen hết rồi thì bắt đầu ông sẽ để sắp xếp lịch cho mình đều với mọi người ở trong nhóm, tại vì nhà hàng là làm việc phải phối hợp với nhau, chứ nếu mà làm một mình thì sẽ không được. Rồi rồi. Đó là phải có thêm cái kỹ năng teamwork nữa đúng không? Làm việc nhóm đúng không? Phải có cái teamwork để mà làm việc cho nó nhanh, làm việc chung với nhau nó nhanh, nó đều. Rồi rồi. Lúc đầu là ông cho em làm một tuần mấy bao nhiêu tiếng, mỗi ngày bao nhiêu tiếng, rồi bây giờ hiện tại là bao nhiêu để mấy bạn dễ hình dung á. Hồi mới qua thì ổng sẽ cho em làm việc chỗ rửa chén là 3 buổi đến 4 buổi, em chỉ làm buổi tối, 3 buổi 4 buổi buổi tối. Mấy giờ tới Thì mấy giờ em? em từ 5 giờ, từ năm bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ. Được có mấy tiếng thôi. Thì sau này em làm quen rồi ổng sẽ chuyển em qua bên chỗ khác, thì em làm chung với Thông đi, em đi từ sáng luôn. Thì sáng nó bắt đầu từ từ 10 giờ hoặc 10 rưỡi. Thì đó là nhà hàng mở thì mình phải tới sớm hơn xíu để mình chuẩn bị cái kiểu. Em sẽ làm từ sáng cho tới 9 giờ tối luôn. Hồi xưa là em làm từ 5 giờ chiều tới 9 giờ tối đúng không? Là cỡ cỡ mỗi ngày là khoảng đâu đó 5 tiếng, 4 5 tiếng mỗi ngày đúng không? Dạ. Giống như kiểu part time vậy đó. Nói chung ngày xưa nghe ghê quá, tháng trước á. Dạ dạ mới tháng trước. Tháng Dạ. 8 đi, nói tháng 8 đi ha. Tháng 8 Dạ. làm 20 tiếng. Thì bây giờ hiện nay là em làm khoảng bao nhiêu tiếng một tuần? Vừa rồi em có tính toán không rồi Dạ, cái tuần lương vừa muốn rồi sao? thì như như ông chủ em cũng có nói thì em làm tới 60 tiếng nha. 60 Ồ, 40 ok. tiếng Vậy hơn. Dạ. là có nghĩa là em làm hơn người full time bình thường rồi. Full time là 40 tiếng đúng không? Bên Úc là 40, 38 tới 40 tiếng rồi. Em Dạ. làm tới một người full time cộng thêm một người part time nữa đó. Là em Dạ. làm một người rưỡi á. Dạ. Đúng không? Một người rưỡi á. Để cho mọi người khác hình dung ha. Thì lúc đầu qua thì làm thử việc cũng trả bao nhiêu tiền. Thì cái này mình cũng nói cho các bạn biết luôn để biết là bên Úc làm sao luôn đó. Chứ có gì đâu mà ngại. Rồi xong bây giờ lương hướng rồi có khá hơn không? Rồi nói về tình hình tương lai luôn. Rồi. Dạ. Thì chỗ ông chủ của em thì ổng được cái là ổng cũng không có
chia ra là thử việc với lại vào làm full time, cái kiểu mà như ai cũng ổng cũng sẽ vào trả như nhau anh. Lúc đầu của em nghĩ là khoảng 20 đồng, 20 21 đồng lúc mà em mới bắt đầu em làm. Dạ, thì bây giờ ổng có ổng cũng lên được cho em xíu, của hỗ trợ thêm được xíu. Em làm như vậy em suy nghĩ như sao? Thì mấy nay bên công ty của mình thì cũng hỗ trợ em để mà xin để cho em đi học thêm, để mà em có thêm bằng cấp nữa đúng không? Bằng bếp rồi này nọ đúng không? Thì vấn đề đó mình có thể nói sau, nhưng mà bây giờ mình nói tới công việc trước đi. Vô việc như nãy em nói là em bắt được cái guồng, em vô là em coi như là giống như thi đấu 11 cầu thủ trên sân banh đó các bạn. Là vô một cái là bắt nhịp được là vô là luôn á, chứ không có còn dự bị gì biết vậy đó, vô là bập luôn á. Cái môi trường làm việc á em thấy thì sao, rồi ông chủ làm sao, rồi mấy bạn nhân viên làm sao, rồi cái đó em thấy có phù hợp với thể hình của người Việt Nam hay không, hay là nhiều người nói làm bếp cực giống như em đúng không, em có công nhận điều đó không? Người ta nói thôi nha, biết thực tế thế nào thì anh không đi làm bếp anh không biết. Bây giờ anh muốn hỏi em á, em cũng có nhiệm làm bên Nhật 3 năm đúng không, rồi sau đó em qua bên Úc cũng làm được tháng này, em kể cho mọi người, nói cho mọi người nghe coi bếp có cực hay không, và nhân viên giống chủ ở trong đó có, nói chung mình cố gắng thì người ta đối xử với mình như thế nào, có khó khăn với em quá không? Dạ, theo mà em thấy thì cái nghề bếp nó không có cực đâu, chỉ cần mình nhanh nhẹn, mình có cái hướng quan sát của mình để mình phối hợp với làm teamwork tốt là mình sống được ở trong với nghề bếp rồi, mình không cực đâu. Dạ. Em nghĩ cái nghề bếp thì ở đâu nó cũng vậy thôi, ở mấy nước phát triển thì chỗ nào nó cũng ná ná như nhau thôi, chỉ cần mình làm nhanh, mình làm tốt là mình ok hết rồi. Tại vì công việc nó cũng như nhau rồi, máy móc rồi các kiểu rồi, ở đâu cũng có vậy, dao thớt thì nó cũng đâu nó cũng vậy thôi, nó cũng không khác gì hết. Dạ. Mà em có em chắc cũng ở Việt Nam nhiều năm rồi, ở Nhật ở Úc nữa, thì em có cái góc nhìn của ba nước. Em có cảm giác là ở bên này á hay là bên Nhật người ta có một cái quy trình để người ta vào bếp cho nó gọn gàng không? Dạ có anh. Dạ, nếu mà nó có cái quy trình mà từ trước khi mình mở cửa làm bếp là mình phải chuẩn bị những cái gì, rồi khi mà bắt đầu vào làm thì mình sẽ chuẩn bị những cái gì, và khi mà làm xong rồi thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái gì, thì nó sẽ có quy trình hết. Nếu mà mình không quen được những cái đó thì nó lúc làm tùm lum tùm la, như là nó sẽ ấu thớt đúng không, mình dục tùm lum hết, là nó tùm lum cái chỗ làm của mình hết, là nghĩa là sắp xếp công việc theo khoa học, có nghĩa là ông đầu bếp ông biết cái chỗ đó để gì, cho dù nhắm mắt cũng biết được cái chỗ đó nó nằm nó để đồ gì luôn đúng không? Dạ để đúng chỗ, anh đúng một chỗ rồi đúng không, không có dạ, để lung tung. Bây giờ anh biết là cái shop của em nó có ở hai địa điểm, một cái là ở William Landing, cái thứ hai là ở gần High Point, ở trong High Point luôn, em thì ở gần đó, và ông cũng mở rộng ở trên City, nó thêm một shop ở City nữa. Em làm giữa hai bên như vậy á, em thấy sự khác nhau, cũng là một chủ nha, nhưng mà hai cái nhà hàng khác nhau, tất nhiên là diện tích nó khác nhau rồi, và khách hàng nó cũng khác nhau nữa đó, thì em thấy nó làm sao, em có phát hiện ra cái điều gì mà khi mà hai cái shop ở hai cái khu vực, một khu mà khá giả và một khu thì cũng bình thường, em thấy làm sao? Dạ thì em thấy là em làm ở bên High Point thì ít hơn, em làm có 2 buổi một tuần thôi. Em thì đa số em làm trong bếp, thì em thấy ở bên chỗ High Point thì chủ yếu là khách họ ăn uống nó heo thị hơn. còn ở bên chỗ nhà hàng bên kia thì có gà chiên, gà rán các kiểu thì họ hay ăn cái đó. Thì em thấy nó họ, kiểu như họ ăn theo gia đình, ăn theo nhóm gia đình. Nếu như đi ra ngoài ăn là cả gia đình đâu đi ăn luôn đúng không? Dạ, còn đi cả một gia đình luôn. Có cảm giác giống như couple hoặc là mấy cái người nhân viên xung quanh người ta đi ăn như vậy, hơn là gia đình. Rồi bây giờ anh muốn hỏi nữa, chủ hỗ trợ em nhiều không? Ví dụ như em gặp khó khăn gì, rồi nói chuyện với chủ làm sao, rồi bao lâu nói chuyện chủ một lần, hoặc là sao, có tâm sự gì mỏng với chủ không? Dạ, cái này có anh em thấy chủ thì tốt anh. Tại vì ông chủ khi vào làm là ông sẽ add mình vào nhóm, cái nhóm nói chuyện riêng tư của nhà hàng, thì mọi người trong đó là nói chuyện với nhau anh. Rồi. Dạ, thì có những cái khó khăn gì trong công việc thì cứ hỏi rồi ông chủ sẽ hỗ trợ. Hoặc là có những khó khăn bên ngoài như là xe cộ bị hư, hoặc là mua bảo hiểm xe làm sao, hoặc là đang gặp cái gì vấn đề gì về visa khó khăn, hoặc là cần pay slip như thế nào, thì ông chủ ông sẽ hỗ trợ cho mình thôi. Cái đó mình cũng thoải mái anh. Rồi, khó khăn gì vậy? Dạ. Ok rồi, bây giờ quay lại với lại nói công việc xong rồi đúng không? Rồi bây giờ quay lại với lại cái khóa học mà em học đi, cái khóa học Úc Đại Lợi mà anh hướng dẫn á. Em thấy khóa học đó nó hỗ trợ em được cái gì khi mà em đi qua Úc, chuẩn bị hành trang cho em như thế nào?
lại bằng với lại vụ xe cộ rồi này nọ em lái trong vòng tháng vừa rồi thì sao? Em nói cho mọi người biết luôn. Dạ, em thấy thì cái nhóm Úc Đại Lợi thì em có được nhiều cái thông tin mà trước khi em qua Úc được em có thể em hình dung được là em sẽ cần những cái gì sau khi qua Úc này. Em trong nhóm Úc Đại Lợi từ trước khi mà em qua Úc là em còn đang ở bên Nhật thì em có được cái thông tin là em sẽ cần phải lái xe ở bên Úc. Thì là em đã đi học lái xe và em có được bằng lái của Nhật. Thì sau khi qua Úc thì em chỉ việc em đổi cái bằng lái từ Nhật sang Úc thôi là em có thể em lái xe được rồi, là em đổi được cái bằng B xanh luôn. Thêm một số cái nữa là như là thuê nhà hoặc là tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm làm sao thì những cái thông tin đó trên nhóm cũng có hết rồi. Thì em có thể em hình dung được nguyên một cái bức tranh sau khi em qua Úc này em sẽ cần phải làm những cái gì. Đó là những cái em cảm thấy là sau khi em học với nhóm Đại Lợi thì em có được cái lợi thế đó. Thì nếu mà em không có được cái thông tin mà em học cái lái xe ở bên Nhật thì sau khi qua đây em phải mất thời gian em đi học nữa. Lái xe rồi đúng không? Em anh cho em chạy thử rồi đúng không? Dạ. Từ bữa đó tới giờ em mới chạy thử không? Hay là đổi bằng Nhật qua bằng Úc xong rồi không chạy gì hết? Dạ, thỉnh thoảng cũng có chạy anh. Thỉnh thoảng em có mượn có xe của Thông thì em lên em lái vòng quanh nhà. Em cũng được anh, cảm thấy lái cũng được. Lái cũng được hả? Dạ. Rồi, cái đó em là cũng bằng bạc. Lái phải được chứ sao gọi là cũng được. Dạ. Đang ở Úc mà em không lái xe thì em bây giờ anh bây giờ nói như vậy cho dễ hiểu mà đúng không? Thì em học nên em được hỗ trợ đúng không? Mà được hỗ trợ chỗ ở rồi xong rồi ở chung không cũng chịu vậy. Có một cái giai đoạn đầu tiên em rõ ràng là em đi làm bằng xe lửa đúng không? Dạ. Đúng không? Em có cảm giác cái giai đoạn đó với cái giai đoạn mà bây giờ em được làm full time rồi đi làm chung với Thông, em cảm giác hai cái giai đoạn đó là sao? Dạ, cái nào nó bên đây giờ em thấy thoải mái hơn vì mình đỡ mất cái thời gian mình đi lại. Đỡ mất thời gian rồi đỡ mất bao nhiêu, tại là lúc em đi về là không có thể chở em về đúng không, nhưng mà lúc em đi em tốn bao nhiêu thời gian đi để cho em biết. Ngày xưa lúc em đi làm kiểu đó là đi public transport nó tốn bao nhiêu thời gian? Hồi xưa là từ nhà em tới chỗ làm là khoảng một tiếng hơn, một tiếng 15 phút, một tiếng rưỡi á. Còn bây giờ đi chung với Thông thì như có 40 phút. Còn hai poi thì sướng không, hai poi có 5 phút à? Dạ, hai poi đi bộ nào 5 phút tới luôn. Rồi ok, là mình thấy rồi thông tin khóa học ha, rồi xong hướng dẫn, rồi nói chung là ở trong đó anh có nói rất là nhiều về cái vụ mà để mà đi em đi xin thêm việc nữa, mà thôi em đã có bến đổ rồi xin thêm chi nữa đúng không? Dạ, em cứ dạ. Rồi bây giờ nói chuyện về tương lai nè, thì em nói là em chuẩn bị em, tất nhiên là em đang ở visa 462 đúng không, nhưng mà bây giờ là em muốn có thêm bằng cấp nữa để cộng điểm rồi này nọ để được định canh hơn đúng không? Thì, yes. Thì bây giờ cái người luật sư trong công ty mình đó, đội mình đó, để hỗ trợ em như thế nào, người ta giúp em có thấy sao? Giống như bây giờ em feedback đi, em nói về cái cô luật sư đó cũng giúp em như thế nào, em có thấy hài lòng với cái dịch vụ hay không, rồi xong rồi hỗ trợ em có nhiệt tình hay không, hỏi cho anh em cái đó. Dạ, em thấy cô luật sư ở bên mình hỗ trợ cũng nhiệt tình á, tại vì em nhắn tin lên nhóm thì cô cũng trả lời hết, chứ cũng không có giấu giếm hoặc là khó khăn gì mà trong việc trả lời. Em có những cái thắc mắc em cũng hỏi đi hỏi lại hai ba lần á, thì cô cũng trả lời hết, cũng không có khó gì. Rồi thì sắp tới là khoảng qua năm thì em muốn nhờ cô đăng ký cho đi học ở cái trường chung với bạn bè mình Khôi. Dạ, thì em học xong rồi em cũng có cái hướng đi, cô cũng nói có mấy cái hướng đi cho em là đổi sang visa 491 hoặc là 190 gì đó. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.